Tuần qua, Tổng công ty Công nghiệp hóa chất Mỏ Vinacomin đã có buổi tham quan trao đổi chia sẻ kinh nghiệm trong công tác chuyển đổi số tại Công ty Nhôm Lâm Đồng TKV. Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi chia sẻ về các ứng dụng công nghệ, phần mềm chuyển đổi số tại Công ty Nhôm Lâm Đồng, bao gồm các lĩnh vực quản trị, điều hành sản xuất, cơ điện, tiêu thụ, nhân sự, nhật lệnh sản xuất, quản lý chất lượng, quản trị chi phí, công tác quản lý doanh nghiệp. Đến nay, công ty nhôm Lâm Đồng TKV đã hoàn thành xây dựng và thực hiện theo đúng đề án chuyển đổi số. Đã triển khai ứng dụng hệ thống quản trị điều hành sản xuất thông minh XHQ nhằm quản lý tổng thể dây chuyền sản xuất. Công tác quản lý thiết bị đã hoàn toàn thực hiện trên phần mềm cơ điện, đảm bảo kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng, đạt độ chính xác và tin cậy cao. Công tác quản lý nhân sự ứng dụng camera chấm công AI, tính lương, nhật lệnh giao ca sản xuất trên phần mềm ngoài ra công ty ứng dụng phần mềm quản lý tiêu thụ sản phẩm được dán mã qr thì khâu thống kê kiểm soát sản phẩm được tinh gọn tiết kiệm thời gian nâng cao tính chính xác việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo ai tại công đoạn nhiệt điện nung giúp dự báo xu hướng cảnh báo đề xuất mô hình vận hành tối ưu xác định được việc ứng dụng chuyển đổi số giúp tăng năng suất lao động tăng hiệu quả trong công tác quản lý tối ưu hóa sản xuất vì vậy ban lãnh đạo công ty nhôm lâm đồng cùng tập thể cán bộ công nhân viên quyết tâm từng bước xây dựng nhà máy thông minh trên cơ sở nền tảng ứng dụng chuyển đổi số